cho cả thế giới được nhìn thấy em thấy mình bên nhau. Muốn ta sẽ mãi mãi cùng đi khắp nơi ngắm muôn vì sao. Anh nghĩ duyên đã cho ta tìm thấy nhau, thế nên bấy lâu em ở đâu. Và xin hân hoan được chào đón tất cả mọi người đang đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Chương trình gala nhiệt gì đâu không? Thiệt ra chương trình này là... mới chút xíu. Chương trình này là live show của Jin Tuấn Kiệt đó em. Welcome em. Lâu quá không quay lại. Ok, cũng xin cảm ơn hai vị cố vấn của chúng ta. Và Jin cũng xin giới thiệu với lại tất cả quý khán giả. Ngày hôm nay đó chính là hai vị cố vấn đặc biệt là Mai Bích Trâm và anh Ngọc Trai. Và bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có một vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là Thanh Trần. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có những cô nàng đến từ nhóm Ohio. Xin chào tất cả mọi người, chúng em là nhóm Ohio. Và em là Nunu ạ. Và em là Mirai. Và em là Lizzy. Và em là Kim. Và em là Anna. Em là Nết. Xin chào mọi người, em là Đông Đông. Và em là Ellie. Em là Kaka. Và em là Việt Ngân. Rồi, và chúng ta sẽ tới với chủ đề của ngày hôm nay. Và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là khi người yêu thích thể hiện. Mọi người nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Là risk it hả hay sao vậy? Cũng có thể risk it, mình show off được nhiều thứ hơn đúng không? Đôi khi cũng là thể hiện tình cảm này kia. Cũng có thể là vậy. Chúng ta sẽ tới với câu chuyện đầu tiên đi, để biết xem nó như thế nào ha. Xin mời câu chuyện đầu tiên. Nỗi khổ khi có người yêu trẻ trâu. Câu chuyện này là của Thanh luôn. Dạ, câu chuyện của em. Rồi, mời Thanh chia sẻ. Một sự trải nghiệm vô cùng chân thật. Trẻ trâu thì chúng ta có thể chia ra rất là nhiều mảng, nhiều miếng. Chúng ta có nhiều thể loại trẻ trâu khác nhau. Chẳng hạn như anh Ngọc Trai nói là trẻ trâu là thể hiện mình giàu có. Đó, chẳng hạn như là mỗi lần up hình một xấp tiền 500 lên, xong rồi trời giờ này nghèo quá không có tiền xài, giống vậy đó. Là một dạng thể hiện mình có tiền nhưng phủ nhận mình không có tiền. Đó. Còn là giống như chị nói là thể hiện tình cảm đúng không? Dạ, mỗi ngày trên Facebook, trời ơi bà xã quá yêu em quá, trời ơi anh yêu em nhất trên đời, giống vậy á. Là một ngày là 1000 cái tấm hình từ bên Facebook tới Insta là thể hiện tình cảm. Nhưng chồng em là thể hiện thêm một thứ nữa, là trẻ trâu, là kiểu như thể hiện mình số má, thể hiện mình giống như là nóng chùm tất cả, giống vậy đó. Khi xưa là tụi em là yêu nhau là khi lúc đó là còn bằng tuổi, lúc đó là học đại học, gặp nhau thì cảm thấy chồng ôi trời ơi sao hiền ghê, ít nói dễ sợ, gọi là rất là dễ thương, dễ gần, dễ mến. Nhưng tới khi đến giai đoạn mình gần tới đám hỏi đám cưới rồi bắt đầu lộ ra, đó là một ngày đẹp trời chồng em chở em từ nhà ở quận 7 về Bình Thạnh. Trên đường đi tự nhiên có hai ba nào em đi ngang em xong quẹt quẹt chân vậy, giống như là biết mình nữa không, xong kia mày sao lắm giờ sao dặn ra luôn, mình đang ngồi bình thường cái dặn ra xong âm bực ra biết sao giống vậy đó. Xong rồi cái hồi lúc đó ủa gì ta sao tự nhiên nóng tính dữ vậy ta. Xong rồi cái hả về tới nhà em, xong rồi mới chở con chó từ nhà em đi về, nhưng mà chồng em sẽ là người chở con chó, em là cái người chở vali về đó. Chồng em đi trước, xong cũng có ông kia tự nhiên đi ngang qua kiểu như là cắt đầu xe em á, cái em mém té, xong rồi chồng em dí theo mà chở con chó nó quay lại nó dòm em kiểu như chở cứu tao chứ được không, giống vậy đó. Rồi xong chồng em tự nhiên cũng tâm sự này nọ, nói là em có biết không, anh nổi tiếng nhất cái quận 7 này luôn, mọi người gọi anh là Khánh Cá Chép. Tại sao lại có bị danh là Khánh Cá Chép? Thấy em biết tại sao không? Vậy nào, trời ơi làm đúng ghê luôn, lên nguyên một con cá chép xăm chà bá đây nè. Xong rồi khoe anh xăm cái này từ hồi lớp 10 rồi, em biết lớp 10 ít ai xăm, anh xăm từ hồi lớp 10 luôn rồi, từ lúc quen em là rất nhiều hình xăm trên cơ thể. Đây là một con cá, đây là một con nai, đây nguyên chữ tờ chà bá, giống như là tên em á, giống như tờ mà thấy chưa đủ, xong ghi cái bên là rần rần hanh là chữ tờ đại diện cho đó, xong rồi rần hanh kế bên, hiểu không đó. Xong rồi chưa hết Kim Ngu cự giải ngày quen hai đứa em, xong bụp ở đây Thanh Khánh, xong rồi ngày cưới ở đây, xong rồi hả chưa hết Trần Ngọc Thanh bự chùm bá phía sau em á. Rồi có cái chỗ nào có cái mặt của em ở trên đó luôn không? Ủa em không biết nữa, giống như là bị cuồng bị điên. Xong rồi nói với em là chừng nào em bỏ anh sẽ không xóa những cái hình này đâu, anh sẽ xăm ba cây nhang dưới tên em. Ê này nó hiểm đó trời ơi trời.
ơi, cái cách bày tỏ tình cảm vô cùng kỳ lạ luôn. Mà bản thân em có thích được bày tỏ tình cảm vậy không? Không, anh em sợ lắm. Không sợ, em sợ. Không sợ bị cấm 3 ngày gian. Ôi ghê lắm nha, mỗi lần tự nhiên họ mới quen nhau có 3 ngày, xong cái tiện qua hôm sau nè thăm tao tặng mày. Trời đổi gì ba, đổi gì là cái chữ này là tặng hả? Tao tặng mày đó, xong rồi còn quay clip lại nhau, quay clip lúc xong ngoài xăm thì cái xuồng nữa đâu. Em nói thiệt luôn, lúc đó là tự nhiên có nghĩa là em coi trong cái đoạn đấy thấy anh thợ xăm cũng bối rối, không biết chồng em đang làm gì nữa. Xong á, lúc mà tô đen. Anh cho phép chứ không biết là anh diễn có giống ông nhà chắc kiểu anh. Thanh em thấy chưa Thanh? Nhẹ nhàng. Em coi mà em sợ quá, em tắt vội luôn á. Em tắt vội. Lúc đó là mà quen, đã đang quen hả, đang quen nhau hả, chưa cưới đúng không? Rồi dạ. Lúc đó là ba mẹ đã biết chồng em chưa mà làm dạ, sao biết, để biết, nhưng mà trước mặt ba mẹ em thì chồng em rất là dễ thương à. Có nghĩa là qua rồi xong rồi hỏi mua đồ ăn, xong hỏi cô chú ăn gì chưa. Thôi để con chở Thanh về nhà con ở nha, ở một thời gian. Ba mẹ có cho không? Ba mẹ có cho thì ba mẹ thấy hiền cho. Mà ba mẹ có biết là chồng xăm tùm lum gì không? À em có cho mẹ em coi, xong à. Mẹ em kêu coi chừng này tâm thần á. Mình nên cẩn thận. Xong cái em nói là con biết rồi. Xong mà một tuần xong quay lại, trời nó mới xăm còn thêm 3 chỗ. Ở đâu cũng có tên Thanh Trần của em đó, giống như là fan cuồng của em đó. Em là thần tượng của chồng em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái nguyên nhân tại sao mình cưới nhau? À tại em thấy chồng em cũng hiền. Cũng hiền với em. Thì em nghĩ là nếu mà cái một người mà lúc nào cũng nhẫn nhịn mình giống vậy, cũng khùng khùng điên điên và không có bắt bẻ mấy cái lời ăn tiếng nói của mình với lại gia đình chồng quá là tuyệt vời đi, cho nên là em về luôn. Em bất chấp em về luôn. Hợp liền đó. Em về luôn đó. Xong rồi cái cũng có một cái sự kiện nữa là sự kiện đổ xăng. Mà đổ xăng mà thành sự kiện luôn á em. Một sự kiện đổ xăng mà khiến em cảm thấy rằng là chồng em là một người rất là nhẫn nhịn em, chứ không bao giờ nhẫn nhịn với người ngoài. Là mới cưới rồi, xong rồi đẻ 2 đứa con luôn rồi. Lúc đó là chồng em lấy xe hơi chở em với lại ba mẹ chồng với con gái đi chích ngừa. Cái tới chỗ cây xăng, lúc đó là người ta kêu là anh có cần xuất hóa đơn không? Không thôi anh lên xe chạy luôn đi, em đóng nắp bình xăng cho, tại đưa tiền trước rồi đó. Xong rồi cái chồng em leo lên xe, xong quay ra dòm. Có nghĩa là đóng cửa kính, mà cửa kính dán đen, ở ngoài nhìn vô không được, trong nhìn ra được. Đó, xong chồng em nhìn thôi. Cái tự nhiên, lúc đó em cũng đâu biết gì đâu, tiện kéo cửa kính xuống hỏi là ủa anh ơi, anh đổ cho em đủ 500 ngàn chưa vậy? Xong rồi ông kia ông kêu, anh hỏi gì? Em hỏi anh đổ đủ 500 chưa vậy? Ông kia ông vừa rồi một cái mày vẫn mặt với tao hả? Này nha, mày vừa mới đổ 400 rồi bấm tắt rồi bấm lại 500 cho lần cho tao không thấy hả? Mày không nhào lên sững quá trời sững, trời giống như làm điên làm khùng quá trời. Hỏi tao mày biết nha, nè sống cho sạch đó cho thơm. Sống cho sạch đó cho thơm. Trời em phải ngưng lại vài giây. Trời má ơi, có khi nào hai kia nó cười ngược lại anh chồng mình không? Xong rồi mày nha, mày kết nối nha, mày kết nối nha, không phải là móc nối, là mày kết nối nhân này phải không? Mày bấm cho thằng này đổ mà mày kết nối phải không? Trời làm quá trời làm. Mà có bên ta có lỗi thiệt vậy không? Người ta có lỗi thiệt à, xong rồi cái hả hai nó mới kêu là ủa anh ơi em xin lỗi, là thí dụ như em đổ thiếu em đổ thêm có sao đâu. Ơi mày nói gì kỳ vậy, ủa tao không nói mày đổ thiếu tao luôn hả? Ơi sao trời ơi nhiều quá trời. Xong cái mẹ chồng ở trong xe, ôi mẹ chồng em, ôi Khanh ơi con mất dạy mà Khanh ơi, trời ơi mẹ không có đứa con mất dạy như con Khanh ơi, người ta ăn dần có 100 ngàn thôi Khanh ơi, trời ơi có cần phải làm như thế không Khanh ơi. Xong trời ơi làm quá trời làm đó. Xong thành sự kiện luôn. Hay ha, đi đổ xăng mà cũng thành một câu chuyện tấu hài quá trời luôn, ra nhìn luôn. Anh trai thấy anh cười quá trời, anh thấy sao về vợ chồng này? Ôi thú vị đấy. Thú vị đấy. Thật là thú vị đấy. Có lẽ như là hai bạn rất là hiểu nhau, cho nên là ở một cái khía cạnh nào đó thì anh nghĩ nha, sẽ có những cái hành động và những cái cử chỉ, thậm chí là với lời nói luôn, đối với lại những người khác á, khi mà nghe vô thấy ủa sao tự nhiên cái đã là vợ chồng với nhau mà là hai bạn lại nói như vậy hoặc là hành xử như vậy, nhưng mà mình đâu có biết được đâu, tại vì là trong cuộc sống của họ chính như vậy mới là họ, và họ cảm thấy hạnh phúc về cái điều đó. Cho nên là ở một cái khía cạnh nào đó thì nếu mà như mà mình thấy gia đình của người ta không có cãi vã thôi, đang hạnh phúc thì dù có cái vấn đề xảy ra thì là mình nên tôn trọng người ta tí xíu, không có nên phải bàn tán quá nhiều về cái chuyện gia đình của người ta. Nghĩa là mỗi nhà mỗi cảnh, mình đâu đúng có rồi. Ép người ta được, chỉ có người ta hiểu thôi, mình không hiểu đâu. Đúng rồi. Thế còn Trâm, em dạ, thấy em sao? Em đồng ý kiến với anh trai. Nếu không, nếu giả sử như không phải là trường hợp của Thanh đi, mà là em đi, thì em có thích yêu một cái chàng trai thích thể hiện số má và đồ vậy không? Kiểu vậy không? Dạ nếu mà thật sự vậy em cũng không thích lắm đâu. Tại sao? Em nghe Thanh kể rất là vui không? Nãy giờ những cái chuyện rất là vui, rất là hạnh phúc. Nghe vui thôi chứ mà chồng nó sợ lắm. em cũng bị sợ á, tại em cũng bị yếu tâm lý cũng không vững á, sợ em cũng sợ. Cho nên là em nghĩ là thôi cứ bình thường, đừng thể hiện quá. Mỗi người mỗi gu, những người thích cuộc sống em đều có những người.
Hiểu. Ok, bây giờ mình tới câu chuyện số 2 nha. Khi người yêu nghiện mạng xã hội. Đây là câu chuyện của ai nhỉ? À, của Nunu. Rồi, mời em chia sẻ. Cái câu chuyện này thì cũng không phải của riêng ai hết, nhưng mà em nói về một cái hiện tượng chung luôn. Kiểu như bây giờ giới trẻ hay kiểu bị nghiện Facebook hoặc là Instagram á, mà em cũng vậy luôn, em cũng hay chơi lắm nên là em mới lướt rồi vậy á. Xong rồi kiểu cứ lên Facebook là mỗi lần thấy cái cặp nào mà yêu nhau chẳng hạn. Có một số cặp thôi nha, em không đánh đồng hết, nhưng mà cái kiểu như là cứ chia sẻ, ví dụ đi ăn ở đâu cũng check in đăng lên với những cái hashtag ví dụ như thăng with team gì gì đó. Xong rồi cũng quà được tặng cái gì cũng đăng lên. Rồi những hình ảnh thân mật, ví dụ như là thơm má hay là nắm tay check in ở một nơi xa nào đó. Tức là khi mà lúc đầu thì em thấy kiểu như mình cũng thấy thích những cái hành động đó, ý là ít thôi, một cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà ví dụ nhiều á, mình thấy nó hơi phiền á. Nên là em kiểu như khi mà cái người yêu của mình mà bị nghiện cái mạng xã hội quá, tự nhiên mình đâm ra mình thấy kiểu cũng hơi lo sợ, là thứ nhất là ảnh hưởng tới người khác một xíu, thứ hai là nói chung cũng ảnh hưởng không bản nên thân khoe mình, đúng không? Dạ, tự nhiên cứ khoe nhiều quá xô cho người khác biết những cái đó cá nhiều nhân, quá cá nhân quá thì không? Cũng không tốt lắm. Không biết thì mọi người ở đây cảm thấy nếu mà có một cái người yêu như vậy, đụng cái gì cũng đăng lên mạng xã hội như vậy thì sẽ như thế nào? Chào Thành. Thôi em trước vậy. Em đó có kinh nghiệm rồi. Em mình bị rơi sẽ vào một hoàn cảnh giống vậy rồi đó. Cái gì cũng đăng lên mạng xã hội, xong rồi lúc nóng giận á, đăng clip hai chồng quýnh lộn lên. Có luôn. Có đợt chồng em á hả? Em hai chồng quýnh lộn chủ qua chủ lại, quýnh tới quýnh lui giống vậy đó. Mà lúc đó là mà cũng không có suy nghĩ gì nhiều, xong rồi up lên chửi quá trời chửi, xong rồi họ nghĩ là tự nhiên up được 3 phút xóa. Xong 3 phút sau cái clip em đầy ở trên YouTube, trên mấy cái trang group đồ nhớ quá trời, xong cái chết rồi giờ sao ta. Xong cái hả, em suy nghĩ trời chết rồi, chắc là sau sự kiện này phải ly dị luôn quá cho đỡ quê. Giống như thôi cho ly dị cho đỡ quê, tại giờ quýnh lộn mà tự nhiên giờ ở chung hết thấy kỳ kỳ, thấy sao sao. Lúc đó chuyện cũng lớn, hai gia đình có nói chuyện đồ này nọ, xong rồi hả mới lòi ra trời hai đứa xong rồi hả còn con nít quá không suy nghĩ gì hết trơn. Đâu mà cái rút kinh nghiệm từ giờ về sau không có phải đụng gì mà đăng lên Facebook nữa. Còn Trâm em thấy sao? Thì em thấy là kiểu có người yêu thì mừng quá, kiểu như em đi, ví dụ ế lâu quá có người yêu mừng chết là phải đăng hoài luôn á. Nhưng mà sau khoảng thời gian kiểu em thấy là cái gì cũng phải nên giữ riêng lại cho mình xíu á. Ví dụ mình đăng nhiều quá, thứ nhất là chia tay xóa mệt đó, hoặc đó, là đúng. Ê, cái đó là cũng vui vui thôi nha, nhưng mà thật ra là tình cảm thì nghĩ là hai người biết là đủ á. Đăng nếu mà mình show off nhiều quá thì nhiều khi nó lại không hay. Ví dụ lâu lâu mình cái ngày kỷ niệm quen nhau hay gì đó đó, cái mình đăng một tấm vậy thôi, còn lại thì mình nên giữ cho mình thôi. Vậy anh lão làng anh thấy sao trong cái vấn đề này? Nó làm cho tôi yêu nhiều lắm vậy đó. Không, thì ngày xưa lúc anh với vợ chưa có lấy nhau á, hai người có up ảnh đi chơi ăn tối cùng nhau lên Facebook không? Anh không còn à? Không có được cái vinh hạnh là chụp hình vợ anh nữa kìa. Ủa sao vậy? Tại vì chị không thích và anh tôn trọng cái điều đó. Tại vì vợ mình là người hướng nội từ trước tới giờ luôn, ngoại trừ cái ảnh avatar của anh thôi, anh để tới tận bây giờ là ảnh của anh với lại vợ anh, nhưng mà chỉ nhìn ở phía sau lưng thôi, ở trong một cái hồ bơi màu xanh ngát. Đôi lúc cũng muốn úp cái gì đó của hai mẹ con lên, tại thấy trời ơi, mình cũng muốn thể hiện này nọ, nhưng mà nghĩ tới cái việc đó là khác bàn tán vậy, đúng không? Đúng vậy, tại vì là anh có thử một vài lần rồi, khi mà anh úp lên á thì tự nhiên vợ anh mới nói anh, nếu mà anh thực sự thương em thì anh xóa đi. Mặc dù là biết cái điều đó là anh muốn dành cho em, nhưng mà thực sự nó không cần thiết ở thời điểm này. Và đúng thật, vừa lên trên cái tầm khoảng chừng tiếng sau thôi, lúc mà vợ mình gọi xong, vừa mới úp xuống, vừa mới xóa thôi nha, có bên báo gọi liền. Tự nhiên cái là họ lại muốn khơi lại những cái chuyện hồi trước á, lúc mà là mình tranh cãi như thế nào á, họ lại muốn khơi lại nó. Ủa trời ơi, bây giờ là mình chỉ muốn một cuộc sống nó bình yên hết sức có thể luôn, thậm chí là không cần nổi tiếng nữa cũng được, nhưng mà làm ơn cho tôi một cái khoảng không gian riêng. Đúng là người trưởng thành. Đúng, hợp lý, hợp lý. Một tràng vỗ tay cho anh Ngọc Trai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tới câu chuyện số 3. Tặng quà người yêu, tặng luôn cho chị em, bạn bè của người ấy. Ô đại gia. Rich kid. Câu chuyện này của ai? Của em. À, của em, mời em. Câu chuyện này là của chị của bạn em. Cái anh đây với chị này quen nhau cũng được một thời gian thì cũng dễ thương lắm. Nhưng mà nhà anh đây thì được cái là cũng không có điều kiện cho lắm. Nhưng mà anh thích thể hiện. Ủa được quá vậy? Dạ đúng rồi, được một cái là không có điều kiện cho lắm. Ý là cũng bình thường rồi chứ cũng không có điều kiện. Nhưng mà anh ấy thích
thể hiện ra là mình là người có điều kiện. Chết chưa, bi kịch. Xong rồi cái anh hay dắt chị đó đi ăn đi uống, xong rồi cũng có dắt em của chị đó đi cùng luôn. Rồi nhiều khi là hay tặng quà cho chị đó, những cái dịp mà không có cái dịp gì cũng tặng, tặng toàn là đồ đắt tiền. Xong rồi lâu lâu còn tặng luôn cho em của chị đó. Xong rồi bạn của chị đó, em cũng có lần được tặng nữa. Nhưng mà là nguyên nhân tại sao, nghĩa là tặng đi lại tặng riêng cho em hay là tặng cho chị đó xong rồi tặng luôn? Tặng cho chị đó xong tặng luôn. Mà sao biết được là có em với lại tại gì theo? Tại vì em hay qua nhà bạn em chơi. À, anh đó có qua chơi thì có biết em. Em không hiểu tại sao là anh nó thích thể hiện như vậy trong khi là anh nó không có điều kiện. À, em đang muốn thắc mắc là tại sao là như vậy đúng không? Vậy em muốn xem mọi người có nhận xét gì về cái anh này. Cái này cũng phóng lao theo lao đó em. Tại vì đã lỡ thể hiện là mình giàu rồi. Cái lòng tự tôn của đàn ông không cho phép là người ta biết mình nghèo. Không, nhưng mà phóng chị lao. Nhưng mà chị này biết là gia đình anh này không có điều kiện. Không, nhưng mà rồi bây giờ hai người đó còn quen nhau không? Dạ không, sắp cưới rồi nhưng mà không cưới luôn. Ồ dạ không. Ủa? Sắp cưới. Dạ, sắp dạ, cưới. Sắp cưới nhưng mà cuối cùng. Ủa vậy nói là bi kịch hay là cái gì vậy? Bi hài kịch. Bi hài kịch. Chính xác là cái hướng mà là anh giải thích về cái vấn đề của em thì vừa mới nói là đã phóng lao rồi thì là theo lao luôn. Thậm chí là cái người yêu của mình là biết thôi anh ơi, anh làm vậy được cái gì đâu, nhưng mà không có dừng lại được em. Tại vì lúc đó là bây giờ dừng lại là mất công, ta nói anh nghèo chơi anh không có nét gì phải không? Ta kêu là chơi không nét. Ừ, nhưng mà là cái này là nét nó hơi bị gắt em đúng không? Hơi bị đập, hơi bị căng rồi. Thì nó cũng giống như là cái vấn đề mà em thể hiện trên mạng xã hội. Em thể hiện được tới bao giờ? Nếu như mà là em làm được đủ khả năng để mà em thể hiện thì là em thoải mái lắm, ok. Mình có tiền thì mình xài tiền, thế thôi, mình làm ra mà. Nhưng mà nếu như em biết có nhiêu đây mà là em muốn thể hiện mình phải là cỡ này thì bao giờ là đủ? Sẽ không bao giờ đủ. Tới lúc mà tự nhiên cái thật sự hết thiệt rồi đó, biến mất luôn. Anh sợ là người là anh chàng nó biến mất luôn á, và coi chừng là cái tình cảm đó nó cũng mất luôn. Vậy thì Trâm ơi, em có đồng ý có một người bạn trai như vậy không? Không, em nghĩ là không đâu. Tại vì không phải là không thích bạn trai mình tặng quà cho bạn bè hay là người thân của mình. Nhưng mà tại vì em nghĩ là giống như là khi mà muốn hẹn hò hay là muốn tán đổ một cô nào đó thì thường thường á, người ta sẽ đi luôn cái đường vòng để lòng bạn trước đúng không? Đều cảm thấy là ồ thằng này tốt nè, gia cảnh có điều kiện nè, này kia thì sẽ nói vô này nọ đúng không? Thì em nghĩ là cái đó cũng là một cái điều mà để cho anh này phải làm như vậy. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng nhất là vẫn là cái sĩ diện của ảnh. Tại vì ảnh nghĩ là ừ, ảnh muốn tạo một cái vỏ bọc như vậy á, cho nên là ảnh cố tình làm như vậy. Thì em nghĩ là điều này không nên đâu. Tại vì mình có sao mình sống vậy đi. Tại vì ví dụ như mà nếu mà lỡ xui xui cái chị đó mà cưới anh này về á, xong rồi phải ôm một đống nợ trả nợ giùm trong cái khoảng thời gian mà hai người quen nhau mà tặng quà rồi các kiểu á, phải đi buôn nợ chứ tiền đâu ra đúng không? Rất mệt mỏi luôn. Cái này hơi bị thiên về vật chất nhiều quá đúng không? Em nghĩ là vậy. Vậy còn Thanh, nếu như mà giả sử nha, chồng của em á, ngày xưa lúc mà mình chưa cưới á, cũng thiên về vật chất như vậy, thì em có sẽ chịu về chung nhà với ảnh không? Chồng em hay giả sử thôi nha, chứ phải là chồng em như vậy. Không, nhưng mà cũng hơi na ná giống vậy á chứ. Hơi na ná nghĩa là hay kiểu như tạo những cái sự bất ngờ rõ về vật chất á, giống như là em thấy là chồng em là một thằng vô cùng nghèo khổ. Nghĩa là dễ nhìn nó lúc nào cũng kiểu ăn bận rất là bần, xong rồi cái đó. Kiểu như đi ăn nó ăn cái đồ mà hả 20.000 đổ xuống rồi nọ kia, xong rồi tới khi mà lúc mà em gần đẻ, xong chồng em đem một con heo lên, ông nói đây là con heo anh giấu suốt một năm qua để cho em đi đẻ, xong rồi đập ra đếm tiền 200 triệu. Wow. Trời má ơi. Wow. Em hú hồn, có nghĩa là em không biết sao tự nhiên đâu ra nó có số tiền đó. Trong khoảng thời gian lúc mà em đi làm kiếm tiền thì chồng em cũng âm thầm kiếm tiền giống vậy. Thì đó, thì em thấy là có nghĩa là có những người nhìn như vậy mà không phải vậy đâu. Nhìn giống như là nhà không có điều kiện nhưng mà người ta biết để dành, nên là người ta làm cái gì đó sau lưng mình sao mình biết được. Nhưng mà mình đừng có nghĩ là trời ơi đi mượn tiền mua quà tặng tao chắc luôn, trời ơi ghê quá, chắc gánh nợ giùm, trời ghê. Nhưng mà nhiều khi có những người thương mình thật lòng, người ta sẽ để dành tiền, người ta tặng cho mình giống vậy đó. Thì tóm lại nghĩa là các chàng trai có quyền mình thể hiện những cách yêu thương hay là những cách tặng quà khác nhau, nhưng mà phải phù hợp và vừa phải trong cái mức mình có thể kiểm soát để không phải ảnh hưởng tới những người xung quanh khi mà mình làm cái việc đó, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới câu chuyện tiếp theo. Thể hiện tình cảm quá lố nơi công cộng. Câu chuyện của ai? À, của Kaka.
cái việc thể hiện tình cảm quá lố nơi công cộng này thì em từng biết thôi. Tại vì em thấy có nhiều cái cách thể hiện rất dễ thương. Ví dụ như vợ chồng chị Thanh hoặc là những thương. Nhiều cặp không dễ thương thôi mà, sợ dễ thương mà. Nhưng mà ngược lại thì có nhiều cặp đôi thể hiện quá lố ở những nơi công cộng á, như là mình nắm tay, mình ôm hôn mà mình không có để ý những người xung quanh. Và em có biết được là một cái câu chuyện là một cặp đôi đã từng thể hiện trong quán trà sữa là nó vừa quá là cả ôm hôn và nắm tay luôn. Trong cái lúc đó thì chị chủ quán đã tới và cảnh cáo hai người đó, đuổi hai người đó ra khỏi quán. Thành mấy cái đó em cũng thấy hơi phản cảm, mình thể hiện nó sai rồi đó, cảm giác. Để cái này chắc phải lão làng phân tích thôi chứ anh cũng không dám nói vô nữa. Em cũng thấy vậy. Dạ anh lão làng, anh thấy sao anh lão làng? Một câu thôi. Đạp mái mà sai chỗ. Thì đúng rồi, đúng không? Có những cái chuyện tế nhị thì mình nên kín đáo không chút xíu, không nên lố lăng ra ngoài quá, đúng không? Tất nhiên rồi. Và em thấy cái chuyện mà thể tình cảm quá lố nó công cộng không chỉ là cái chuyện mà chị Ca nói, mà còn có thể là đi ra ngoài đường mà suốt ngày nắm tay từ đầu đến cuối không nhả một giây phút nào. Thôi anh thấy cái đó cũng dễ thương mà. Mức độ tình cảm của người ta vậy đó em. Ôm cũng được, bữa trời em đi ngoài đường cũng được. Nhưng đừng có thể hiện quá mỹ như là hơi lâu. Còn nếu là một cái hôn nhẹ, một cái hôm bữa em chạy xe ngoài đường, trời lúc đó là kẹt xe, kẹt ngập luôn á. Cái xong tự nhiên cứ em thấy hai anh chị đó, trời ơi, đã kẹt mà nóng này mà cứ ôm nhau, một tay thì cầm lái, một tay thì ôm cầm tay sau, rồi người thì ôm trước rồi. Trời quá ai kéo anh có đồ, nó cứ dễ lắm. Quá luôn. Trời ơi. Không chị, tại nếp không có người yêu. Đây nè, để bây giờ mình nghe thử Thanh nè, là người phụ nữ của gia đình rồi, đúng không? Mình cũng đã trải qua những cái mà các bạn trẻ ở đây đã nói rồi, thì Thanh nghĩ sao về cách thể hiện tình cảm của các bạn trẻ ở ngoài đường? Nói về của em trước đi nha. Ừ. À, chồng em cũng là một dạng thích thể hiện tình cảm ngoài đường. Cái gì cũng có đó, là mọi phương diện trên cuộc sống mà thể hiện là chồng em có hết. À, thí dụ như đi ngoài nắng, nó nắng em rất ổn, em đã sức kem chống nắng rồi, mày cứ che nắng. Vậy luôn à, vừa đi vừa cứ che vậy thôi. Vừa đi vừa che, ngày nào vừa đi vừa che mà nhiều khi không thấy đường luôn. Thôi được rồi anh, được rồi, sao mình nắm tay cũng được, nắm tay nắm hồi nắm lâu thiệt lâu, nắm mà mồ hôi tay đổ ra anh, nhớt nhớt ôi hôi khấm khấm giống vậy. Xong cái em á, thôi được rồi mày thấy vậy được rồi, cứ là mày tin tao đi, tao yêu mày. Mày không có cần làm vậy đâu. Ví dụ như em đi ra ngoài đường em thấy có nhiều bạn giống như là em rất là thắc mắc, cũng nghĩa là chạy xe xong bắt chiếc xe ở bên đường dựng trống lên, hai đứa ngồi trên yên xe ôm nhau hung hít quá trời luôn. Xong cái em cũng thấy hơi phản cảm, em mới nói là hả, cái gì cũng nên có giới hạn đó, tại vì cái công viên nơi đó có rất là nhiều em bé đi qua đi lại đó, chúng ta nên kiềm chế lại. Đối với một người có thâm niên ế lâu năm như em thì sao mà nó quảng cáo cái chuyện đau buồn này hoài vậy trời. Thật ra là các số nào mà có Mai Bích Trâm làm cố vấn hay là cả khách mời luôn, Mai Bích Trâm đều giới thiệu là mình đang ế hết. Thì bán được thì bán em đi anh. Tại vì em thấy là vậy nè, có những người á, người ta không muốn thể hiện tình cảm đâu, thì làm cho bạn gái của mình đôi khi cũng buồn á, cũng bị hụt hẫng. Tại vì giống như mình ra ngoài đường chơi thì mình thấy nhiều cặp couple cũng dễ thương, mà tại sao bạn trai của mình lúc nào cũng là người tỏ vẻ lạnh lùng, lúc nào cũng phải giữ một cái khoảng cách với mình á, giống như là sợ mọi người dòm ngó, hơi khô khan. Nhưng mà em nghĩ là như vậy thì khô queo luôn. Hơi lố không? Thôi vậy thì như vậy thì khô quá thì kỳ, nên là em nghĩ là vừa phải là ok á. Đúng không? Theo em như thế nào là ok nhất, thể hiện như thế nào là hợp lý, em có thể chia sẻ với tất cả mọi người được biết không? Sau đây xin được tuyển cái gu bạn trai mà thể hiện tình cảm ngoài đường theo em là hợp lý. Có nghĩa là ví dụ như mình đi uống trà sữa thì bạn trai mình kêu là thôi em lên ngồi trước đi để anh order cho, em muốn uống gì thì anh order cho. Xong rồi giống như những lúc đi ăn thì sẽ lấy khăn cho mình hay là gắp đồ ăn cho mình. Còn những lúc mà đi trời nắng thì sẽ nhắc nhở mình chỗ mặc áo khoác này kia vô đi. Đó, những cái mà vừa phải thôi. Thế còn Thanh, cái cách mà thể hiện hợp lý nhất là như thế nào? À, không khô khan, không khô queo, không ướt át quá, chúng ta hay ẩm ẩm. Có một tình yêu ẩm ẩm vừa đủ. Đúng rồi. Trong cái vấn đề này á, cái gì nó vừa phải, vừa đủ và hợp mỹ quan những người xung quanh là ok nhất, đúng không? Chứ đừng có gây khó chịu hay là gây những cái phản cảm là hợp lý rồi ha. Rồi thì cũng xin cảm ơn Thanh Trần cũng như là Trâm, Bích Trâm và anh Ngọc Trai cũng như là các bạn Ohio đã có một buổi bàn luận rất là sôi nổi về vấn đề của chủ đề hôm nay. Thì cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành chút thời gian xem chương trình Giải Mã Tình Yêu. Và khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta đó chính là
22:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và các bạn có thể xem lại trên MCV Media và cổng thông tin Love TV. Còn bây giờ thì tất cả mọi người xin chào và hẹn gặp lại ạ.